mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 38 đến câu 48. Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo anh em đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Phụng vụ lời Chúa hôm nay trình bày: tại sao con người phải sống đạo đức, phải nên thánh? Bởi vì Thiên Chúa là đấng thánh. Còn trong bài tin mừng, Chúa Giêsu dạy: chúng con phải nên hoàn thiện như cha các con ở trên trời là đấng hoàn thiện. Bài đọc 2 nói với chúng ta: các con là đền thờ của Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh ngự trong các con, mà đền thờ của Chúa phải thánh thiêng. Văn hóa Hy Lạp và văn hóa Việt Nam hay gọi các bậc anh hùng cái thế là thánh. Dần dần về sau, thánh được hiểu theo nghĩa là trong sạch về mặt tinh thần, có nhiều đức độ cao, đáng nêu gương, như các thánh trong đạo chúng ta vẫn thờ kính. Đức Maria trong kinh ngợi khen Magnificat đã gọi Thiên Chúa là thánh. Chỉ có mình Thiên Chúa là thánh theo nghĩa tuyệt đối. Nơi Thiên Chúa vừa có mặt vừa vắng mặt trong đền thờ Jerusalem được gọi là nơi cực thánh. Chỉ có thầy cả thượng phẩm được phép đặt chân đến. Đức Giave phán bảo Môsê hãy cởi giày ra để đến gần bụi gai tỏa sáng, vì đó là nơi thánh, nơi Thiên Chúa hiện diện. Ông Môsê lên núi thánh lấy bia lề luật, được tiếp xúc với Giave Thiên Chúa, mặt mũi ông trở nên sáng láng rực rỡ đến nỗi dân chúng không dám nhìn vì sợ hãi. Vậy được làm thánh nghĩa là được gần Thiên Chúa Chí Tôn là một vinh hạnh và hạnh phúc tuyệt đối, loài người phàm hèn đâu dám mơ tưởng tới. Con ếch ngồi đáy giếng là tôi đây, nào dám mơ ước lấy hằng nghe ngự tít trên cung trăng. Nhưng may thay, Chúa đã xuống thế làm người để hóa phép cho con ếch xấu xí biến thành hoàng tử. Thật vậy, tuy còn mang nặng trong mình những thèm khát đê tiện của một con vượn hung dữ và tà tâm, con người vẫn cảm thấy được vẻ đẹp của tình thương, của quên mình, của hy sinh mạng sống vì đồng loại, của sự tha thứ cho kẻ thù, thương xót người ốm đau bệnh tật, bị bỏ rơi. Nghĩ là con người có thể nên thánh, và Chúa đã truyền lệnh cho mỗi người phải nên trọn hảo như cha các con trên trời là đấng toàn hảo. Nên thánh là phải trút bỏ con người cũ, bỏ lối sống ích kỷ của luật ăn miếng trả miếng, để lấy ân mà trả oán, để lấy yêu thương mà thay hận thù, thương yêu tha nhân như chính mình, thậm chí yêu thương cả kẻ thù.
Một mẫu người thánh của thời đại chúng ta là nữ tu Teresa Calcutta. Tình thương yêu của bà đối với những người cùng khổ. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã ở tù 14 năm. Chính quyền đã bắt giữ và thậm chí tra tấn ngài, cố gắng khiến ngài từ bỏ đức tin công giáo của mình. Nhưng thay vào đó, ngài đã chọn sống đức tin của mình một cách nhiệt thành, ngay cả khi ở trong tù, trại lao động và biệt giam. Đây là cách ngài mô tả những gì đã xảy ra. Lúc đầu, lính canh không nói chuyện với tôi đã rất buồn. Tôi muốn tử tế và lịch sự với họ, nhưng điều đó là không thể. Họ tránh nói chuyện với tôi. Một đêm nọ, một ý nghĩ đến với tôi. Francisco, anh vẫn rất giàu có. Bạn có tình yêu của Chúa Kitô trong lòng. Hãy yêu họ như Chúa Giêsu đã yêu bạn. Ngày hôm sau, tôi đã bắt đầu yêu họ nhiều hơn, yêu Chúa Giêsu trong họ, mỉm cười và trao đổi những lời tử tế với họ. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe những câu chuyện về những chuyến đi nước ngoài của tôi, về cách mọi người sống ở Mỹ, Canada, Nhật Bản, Philippines, về kinh tế, về tự do, về công nghệ. Điều này kích thích sự tò mò của họ, và họ bắt đầu hỏi tôi nhiều câu hỏi. Dần dần chúng tôi trở thành bạn bè. Họ muốn học ngoại ngữ, tiếng Pháp, tiếng Anh, và những người lính canh đã trở thành học trò của tôi. Cách tiếp cận thực sự giống Chúa Giêsu của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đối với mối quan hệ của Ngài với những người vô thần, lính canh cộng sản, đã dẫn đến một số trải nghiệm đáng chú ý. Đức Hồng Y mô tả việc một lính canh đã đồng ý để Ngài làm một cây thánh giá bằng gỗ cho chính mình, mặc dù điều đó bị nghiêm cấm, không được có bất kỳ dấu hiệu tôn giáo nào. Lúc đầu, khi người bảo vệ phản đối, Đức Hồng Y trả lời: "Tôi biết, nhưng chúng ta là bạn, và tôi hứa sẽ giấu kín chuyện này." Vì vậy, người bảo vệ bỏ đi và để Đức Hồng Y làm dấu thánh giá của mình trong một nhà tù khác. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận xin một lính canh khác, cũng là bạn của ngài, một số dây điện. Cuộc trò chuyện diễn ra như sau. Người bảo vệ sợ hãi trả lời: "Tôi đã học ở học viện cảnh sát rằng khi ai đó xin dây điện, nghĩa là họ muốn tự sát. Các linh mục công giáo không tự sát. Nhưng bạn muốn làm gì với dây điện?" "Tôi muốn làm một cái dây để vác thập giá của mình." "Làm thế nào ông có thể tạo ra một sâu chuỗi với dây điện?" "Điều đó là không thể." "Nếu bạn mang cho tôi cái gọng kìm nhỏ, tôi sẽ cho bạn xem. Nó quá nguy hiểm. Nhưng chúng ta là bạn mà." 3 ngày sau, lính canh mang dây và kìm đến và họ cùng nhau xâu chuỗi cây thánh giá của ngài. Viên cảnh sát cộng sản vô thần đang giúp vị giám mục bị cầm tù mặc lễ phục. Đó là sức mạnh của tình yêu giống như Chúa Kitô. Tình yêu mà tất cả chúng ta được mời gọi để sống.
đêm.